Hello cả nhà. Vâng, và lời nói đầu tiên xin Hùng Lý gửi lời chào đến cả nhà yêu thương của Hùng Lý trên kênh Sức Sống Mới. Chúc cho cả nhà mình một ngày năm mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết năm Tân Sửu. Thì trước hết thì Hùng Lý xin chúc cho cả nhà mình có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Thì nói chung là cái kênh này, cái ngày hôm nay quay clip là tự Hùng Lý quay để gửi cho kênh Sức Sống Mới. Vì hiện tại là Sức Sống Mới đang ở dưới quê nha cả nhà. Vì vậy là Hùng Lý muốn gửi cái clip ngày mùng 1 để gửi đến lời chúc đến cả nhà mình. Thì trước hết thì hiện tại Hùng Lý đang đứng tại chùa Giác Nguyên ở quận 4. Thì hôm nay là ngày mùng 1, Hùng Lý là đi ba chùa buổi sáng là chùa Giác Nguyên và chùa Kim Liên. Và kế đó thì Hùng Lý sẽ về chùa mà Hùng Lý quy y ở Thủ Đức để gửi cúng xã hội cho gia đình, rồi gửi cầu an cho những người thương yêu của Hùng Lý nha cả nhà nha. Thì bây giờ là chuẩn bị Hùng Lý vào nè, Hùng Lý báo cho mọi người biết là một lát xíu nữa Hùng Lý sẽ có một sắp tiền lì xì rất là mới luôn để gửi đến cho những cô chú anh chị mà xã gán là đi chửi chứ cô chú anh chị ở trước cổng chùa nha cả nhà. Thì rất là mới luôn nè nha cả nhà nha. Thì cả nhà chờ clip chờ tiếp theo là Hùng Lý sẽ đi qua bên Kim Liên và về chùa Pháp Hoa ở Thủ Đức, mà hồi nơi mà Hùng Lý quy y nha cả nhà. Và bây giờ Hùng Lý vào cúng và sẽ phóng sanh chim nha cả nhà nha. Bây giờ là Hùng Lý ghé một cái chùa để phóng sanh một ít. Hiện tại là Hùng Lý ở chùa Giác Nguyên thì Hùng Lý phóng sanh một ít. Thì một chút xíu nữa Hùng Lý sẽ qua bên chùa Kim Liên phóng sanh một ít nha cả nhà nha. Giống như là gọi là phóng sanh thì phóng sanh một chỗ cũng được, nhưng mà Hùng Lý muốn là gọi là ủng hộ cho mỗi người bán chim một chút ở cả nhà. Nên là Hùng Lý phóng sanh ở đây và chị con thì qua bên chùa Hùng Lý phóng sanh cho chị con. Phóng sanh thì phóng sanh một lượt cũng được, nhưng mà Hùng Lý sẵn Hùng Lý sẽ ủng hộ cho mấy người buôn bán chim của mọi người một chút cho cả nhà. Tất cả các cô chú có hoàn cảnh khó khăn, được nhiều sức khỏe, bổ ích lòng nhiều cho cả nhà nha. Dạ. Thì em sẽ bắt đầu em sẽ lì xì cho những cô chú nha cả nhà. Thank you.
Ông nội còn biết chúc Tết Phùng Lý nữa đó. Và hôm qua hình như là con cháu ông nội đều biết là ai là ai là ai, ông nội nhớ hết, thực sự là nhớ rất là rõ luôn. Thì bây giờ là hôm nay là mùng 1 nè, năm Tân Sửu, năm mới nè. Con chúc cho ông nội được gọi là nhiều sức khỏe. Và lúc nào cũng gọi là khi tụi con qua đây và gia đình qua đây, lúc nào ông nội cũng là biết là đứa này, ông nội lúc nào minh mẫn, cũng minh mẫn và nhớ đến tụi con nha. Và quan trọng nữa thì mỗi năm thì con đều qua đây đều muốn có ông nội ngồi đây để gia đình của con được chúc Tết ông nội nha, ông nội nha. Dạ may mắn rồi, gặp nhiều may mắn rồi. Dạ. Rồi ông nãy ông nào có hôn con không? Hôn rồi. 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 Đây cái này là có lì xì cho ông nội nè. Đó. Bây giờ lì xì rồi hả? Bây giờ rồi muốn lì xì nữa được không? Rồi ông nội lấy hồi nãy con lì xì cho ông nội rồi đúng không? Bây giờ mất công ông nội sẽ lấy cái đó mà lì xì để cho con nữa, mất công. Bây giờ con lì xì cái này để ông nội lì xì lấy cái này mà lì xì lại cho con. Nha. Còn cái phần hồi nãy con lì xì ông nội rồi là cái đó là con lì xì ông nội. Cho mọi người thấy ông lì xì rồi, hồi nãy nó lì xì rồi, nó lì xì nữa. Rất là minh mẫn. Bây giờ là con lì xì tiếp, với là lý do là cái lì xì này á để là ông nội lì xì ngược lại cho con để có cái lộc cho con, lớn hơn cho con. Đó. Bây giờ ông nội không có nói gì bởi vì năm mới. Bây giờ mà chú Phan đã trước khi chúc Tết ngồi thẳng cái lưng lên đi. Năm cũ năm mới. Thì ông nội nghe đó, nghe em nội ngồi thẳng được mà. Phan để con nói từ chút nè. Bây giờ trước khi chúc ngồi thẳng cái lưng lên. Rồi xong rồi đó là mỗi tuần qua lì xì luôn, khỏi cần Tết luôn. Rồi thẳng cái lưng lên ba, thẳng lưng lên. Rồi bắt đầu chút ngồi vậy chút nó mới sang. Rồi mà cụp xuống chút nó không có sang. Bây giờ nội năm mới là bước qua năm cũ qua năm mới ha. Dạ. Nội chúc cho con làm ăn phát đã phát tài gặp nhiều mắn. Cái gì cũng luôn luôn là may mắn tốt đẹp cho con nữa. Dạ. Thấu trong đi việc lần tốt đem đến cho con luôn luôn như vậy. Ông nội cũng là cầu chúc cầu Phật thương con vậy đó. Dạ, con cảm ơn ông nội. Ông nội không có cái gì nhiều, con chúc quà nhỏ mọn luôn. Nó nói là liền cho con. Dạ, cảm ơn ông nội. 96 tuổi mà nói chuyện tưởng nãy giờ tưởng ba mấy không có mọi người. Nói rõ từng chữ luôn. Không có bị gọi là, không có bị là câu nào luôn á. Hình như là rõ, là rất là rõ luôn á nha cả nhà nha. Rồi ông nội giữ sức khỏe nha. Rồi dạ. Còn lại cho con nha. Giờ con đưa lọc ba mấy liền xì lại cho con nha. Bây giờ năm mới trước hết con chúc ba luôn luôn là sức khỏe dồi dào nhá không. Và lúc nào có tâm trí được mẹ ban cho minh mẫn, các con cái cháu thì nọ tới bổ năm là lúc nào cũng có ba ngồi đây để mà tâm sự với con cháu gì đó vui vẻ trong năm mới, lúc nào cũng vậy nha. Thì đúng đây là con lì xì cho ba, hùng nói là hùng một cái hùng vui vẻ hết được đó, vui vẻ đó vậy đó, lì xì ba. Bây giờ hai vợ chồng lại đứng đây, hai vợ chồng đứng đây luôn kìa, rồi điện chủ con ra rồi đó, tức là cái này đủ khéo rồi đó. Bây giờ mà nói hai đứa con nghe nha. Cái năm cũ là qua, bước qua năm mới là bữa nay ngày mùng 1 phải không? Hai con đến để mừng tuổi cho ba. Thì ba cũng chúc mừng là hai con dù giàu hạnh phúc, làm ăn phát đạt hết. Không có cái gì rắc rối hết, cái gì cũng suôn sẻ như cậu có một đúng vậy đó. Dạ nhé. Ok. Không có bút mắt nhé, thẳng băng hết, tốt đẹp. Đây là cũng muốn quà đĩa lì xì cho hai con làm ăn phát đạt hơn. Rồi, tôi cũng cảm ơn ba nhiều nha. Năm mới ba sức khỏe dồi dào nha ba. Lúc nào ba cũng được sức khỏe nha. Hai con qua thì ba mừng lắm rồi. Con chúc ba có năm mới hả, dồi dào sức khỏe, nhất là sức khỏe cho ba nha. Bây giờ là bắt đầu là tới là Hùng Lý sẽ chúc cho ba mẹ Hùng Lý nha cả nhà nha.
Bây giờ là đây pin em qua đây cho anh Hùng và chúc ba mẹ nè. Nói chứ là cái clip này là cái clip là Hùng Lý tự kêu em Hùng Lý quay sẽ gửi cho kênh Sức Sống Mới, để kênh Sức Sống Mới có một cái clip mà gọi là Tết của gia đình Hùng Lý. Vì vậy là hôm nay Hùng Lý tự quay sẽ gửi cho Sức Sống Mới nha cả nhà nha. Sức Sống Mới hiện tại bây giờ đã ở Cà Mau luôn đó. Trước hết là gọi là năm cũ sang năm mới, năm Tân Sửu con xin chúc các bạn là chuẩn bị nữa và trước hết là điều của con mong muốn nhất là chỉ là sức khỏe của ba mẹ thôi. Vì vậy là chỉ chúc sao sức khỏe không nhiều, còn cái trong cái công việc chúc tổng thì con nghĩ là cái điều đó là đức thắng tài, thì đâu ra là con chỉ là cầu mong cho ba mẹ được nhiều sức khỏe và giác sự như ý, và lúc nào còn cuộc sống nào cũng vui vẻ, để khi anh chị con đến mà gặp ba mẹ anh chị đôi chơi thì ba mẹ lúc nào cũng tươi vui vui vẻ. Cho nên là chúng con là lần chúng thực tế nên không có những mà gọi là sông nước mênh mông được, con không biết cái điều đó. Cho nên chúc thêm cái những gì thật sự của con là chúc cho ba mẹ được nhiều sức khỏe và lúc nào cuộc sống cũng vui vẻ, để anh chị em con cảm thấy yên tâm. Bây giờ có gì năm nay rồi, nhà cửa rồi, vui vẻ ba cũng có lời chúc con ha. Năm cũ bước qua năm mới, cái gì cầu mong cái gì cũng sướng nhất trước hết là sức khỏe. Ba cầu mong nha, cầu nguyện mẹ ở trên rồi đứng người trên lúc nào cũng hộ cho con. Biết làm mình được. Năm cũ bước qua năm mới, mọi điều sức khỏe là có đau ốm bệnh tật trong người ta biết hết. Thêm sự bình an và sức khỏe cho con người già trở lại bình thường. Bây giờ ba mẹ vuốt đầu cho con là con thể hết thôi. Đó, hai đứa sinh thành rồi đó là vuốt là sẽ có được để được gọi là không còn hết bệnh ra, hết đau đầu vuốt đầu gì á, sức khỏe. Rồi, hello cả nhà nha. Lên quen ngồi cái khủng.